Xúc động với nhật ký tình nguyện của cô gái ở tuyến đầu chống dịch, cực khổ nhưng cố gắng để Sài Gòn mau hết bệnh. Khi tham gia tình nguyện chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh thì tụi mình có được nhận trợ cấp hay không? Đã có một vài bạn comment trong video của mình là khi tham gia tình nguyện sẽ được nhận từ 500 tới 600 ngàn đồng cho một ngày, và mình đã tham gia được 20 ngày rồi. Tuy nhiên, ngoài đồ ăn, thức uống và những dụng cụ y tế cần thiết khi tham gia thì tụi mình sẽ không được nhận bất kỳ khoản phí nào nhé các bạn. Hiện tại sau mỗi ca làm việc thì mình không thể về phòng trọ được bởi vì nhà mình đã bị phong tỏa. Mình đã chọn chuyển lên phường đội ở cùng một vài bạn tình nguyện viên cũng như là những bạn dân quân tham gia chiến dịch. Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như cách ly người trở về từ vùng dịch. Bên cạnh đó, những hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ cũng như các tình nguyện viên trong mùa dịch rất đáng để trân trọng. Trên mạng xã hội, tài khoản Jenny chia sẻ loạt clip ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trải qua 20 ngày tham gia tình nguyện, cô gái trẻ ghi lại được những hình ảnh xúc động về công việc hàng ngày của tình nguyện viên chống dịch bất kể nắng mưa, ngày đêm. Chịu nhiều vất vả, khổ cực và nguy cơ lây bệnh, nhưng cô vẫn vui vẻ cùng các tình nguyện viên vượt qua với một niềm tin mãnh liệt Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch. Theo chia sẻ của Jenny, hàng ngày, các tình nguyện viên bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng cho đến cả tối mịt, phải tiếp xúc với rất nhiều F1, F0. Vì vậy, có nguy cơ mắc bệnh rất cao nên họ luôn luôn như tắm trong cồn để sát khuẩn và loại bỏ vi khuẩn sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Chưa kể, mặc đồ bảo hộ vô cùng nóng đã khiến mồ hôi đọng lại như mới tắm mưa vậy. Có những ngày công việc quá nhiều khiến các tình nguyện viên mệt đến mức không muốn ăn, nhưng vẫn phải ráng động viên nhau, ăn cho có sức để chống dịch. Tuy khổ cực như vậy nhưng công việc tình nguyện cũng có rất nhiều niềm vui, như được các ủy ban hỗ trợ đồ ăn nước uống, còn có trà sữa được đựng trong bình đá. Các cô chú tại các chốt phong tỏa cho rất nhiều bánh kẹo, vitamin C để giúp các tình nguyện viên nâng cao sức đề kháng. Một điều mà mình rất thích khi đi làm tình nguyện đó là nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người. Các cô chú xung quanh đây đã cho mình rất là nhiều nước để uống nè. Và đây là phần cơm trưa mà các anh dân quân đã gửi cho mình. Qua một ngày nhìn người ta sinh hoạt trong cái con hẻm nhỏ đó, mình đã nhận ra là mùa dịch giúp cho người ta thân thiết hơn. Mặc dù vẫn cách xa 2 mét, họ chia sẻ cho nhau những phần cơm, những phần rau, sữa, mắm, muối. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào thì người Sài Gòn vẫn rất là dễ thương và ân tình. Ngày nắng thì nóng nực, nhưng những ngày mưa của tuyến đầu chống dịch cũng không khá hơn là mấy khi phải nỗ lực bảo vệ các nhu yếu phẩm khỏi bị ướt. Nhưng nhìn những ánh mắt của các hộ dân trong khu phong tỏa khi được ủng hộ, đầy sự cảm kích thì mọi mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Sài Gòn đang bước vào mùa mưa mà công việc của đội tình nguyện thì lại toàn ngoài trời. Và đã gọi làm tình nguyện thì chắc chắn sẽ không có chi phí hỗ trợ hay lương bổng gì. Nhưng họ làm bằng sự tự nguyện với mong muốn giúp đỡ Sài Gòn mau chóng khỏe lại. Vượt qua đại dịch, đường xá sẽ lại đông đúc như xưa, sẽ lại được đi làm, bạn bè được tụ tập ở những hàng quán. Từ ngày 26 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu bà con không ra khỏi nhà sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Theo thông tin từ báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, quan sát từ hệ thống camera giao thông, đường phố Sài Gòn từ 18 giờ bắt đầu thưa vắng hơn so với mọi ngày. Tại một số khu vực như quốc lộ 1, ngang qua đoạn cầu vượt Gò Dưa, thành phố Thủ Đức, khúc giao thông Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, dường như không có bóng người, thi thoảng mới có một xe container chở lương thực hoặc thiết bị y tế chạy ngang qua. Tại tuyến đường Phạm Văn Đồng nối dài, hướng đi ra sân bay Tân Sơn Nhất cũng vắng tanh, sau khi yêu cầu bà con tuyệt đối không ra đường sau 18 giờ. Tuyến đại lộ Đông Tây, con đường nối từ trục Đông đến trục Tây thành phố cũng diễn ra cảnh tương tự. Vì vậy, hãy cùng nhau vượt qua đại dịch lần này, mỗi người chịu khó ở trong nhà một tí, chịu khổ và thiếu thốn vài ngày để con virus kia không có cơ hội lây lan. Hãy thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị của Bộ Y tế và Chính phủ để cùng nhau mang một Sài Gòn khỏe mạnh trở lại nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.